xin chào quý anh chị khách hàng của Maybank Investment Bank Việt Nam hôm nay như thường lệ thì Dũng xin chia sẻ với anh chị một số điểm đáng chú ý của một cái báo cáo mà Dũng vừa mới xuất bản tuần vừa rồi đó là báo cáo về ngành chứng khoán Việt Nam. Thì cụ thể thì ở trong báo cáo này thì có một số cái điểm đáng chú ý như sau. Đầu tiên là Dũng nghĩ thì thời điểm đảo chiều của cái thị trường chứng khoán của chúng ta cũng không còn xa nữa đâu. thị trường chứng khoán Việt Nam thì vừa mới trải qua một cái đợt điều chỉnh khá là mạnh mẽ từ tháng 4 năm nay khi mà chính phủ tăng cường kiểm soát thị trường vốn và cộng hưởng của cái bấn bất ổn địa chính trị toàn cầu. Thế tuy nhiên thì chúng chúng ta thấy được rằng là cái nội đại nội, nội tại nền kinh tế Việt Nam ấy nó vẫn rất là mạnh mẽ tăng trưởng GDP vẫn phải khoảng độ 7,7% trong quý 2 Cái đó là cao nhất trong vòng 10 năm nha Và dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán cũng tương đương đâu đó khoảng 20-25% đến năm trên năm Thì chúng tôi thì thấy rằng cái sự cạn kiệt về thanh khoản ấy, nó khá là sẽ sớm hết thôi Khi mà tình hình trong nước có chiến, uh, tiến triển khá là tích cực hơn vào nửa cuối của năm nay Đặc biệt khi là khi mà những cái khung pháp lý cho thị trường vốn Ví dụ như là việc sửa đổi nghị định 153 và thông tư 39 được hoàn thành Khi thanh khoản trên thị trường đã tụt về gần ngang với cái mức độ của năm 2018 ấy, thì đồng nghĩa với việc là cái định giá nó cũng đã chạm ngưỡng ở trừ hai độ lệch chuẩn của 3 hoặc 5 năm trung bình cho chỉ số PE cho VN Index thì chính vì thế nên là Dũng tin rằng cái thời điểm đảo chiều của cái chỉ số của chúng ta cũng không còn xa nữa đâu chúng ta có một cái cơ hội uh, tích lũy những cái cổ phiếu ở giá phải chăng, đặc biệt là trong cái ngành chứng khoán này. Thì cái ngành ngành của chúng ta thì thực thực ra là có cái beta rất là cao. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ luôn giảm hoặc uh, lên nhiều hơn so với lại index. Thì từ đầu năm tới nay thì cái ngành này nó điều chỉnh gần như là 40% so với index chỉ gần 20% thì đây là một cái cơ hội để các nhà đầu tư chung và dài hạn tìm kiếm cơ hội tích lũy tài sản khi có rất nhiều cái công ty chứng khoán ấy, thực ra là có hoạt động kinh doanh cực kỳ cự, cực kỳ là tốt cũng như triển vọng khá là sáng. Thế tuy nhiên thì Dũng nhận định ấy, khi thị trường đảo chiều ngành chứng khoán sẽ chứng kiến cái sự phục hồi mạnh mẽ về cả mặt lợi nhuận lẫn định giá. Ở những uh, sự kiện mà hỗ trợ mạnh mẽ cho cái ngành này ấy, thì có một số thứ như sau này. Một là sự chuyển đổi thời gian thanh toán từ t3 xuống t2.5 thì cũng đã xác định rồi uh, sẽ uh, làm trong một vài tuần tới thôi. Thứ hai nữa là chứng khoán lô lẻ sẽ được uh, thực hiện lại. Thứ ba là việc sửa đổi nghị định 153 và thông tư 39 đi vào hồi kết. Thứ tư là có thêm những cái tin tức mới về hệ thống KRX được thử nghiệm. Mặc dù là nó chưa chính thức đi vào động đâu nhưng mà nó sẽ được thử nghiệm và sẽ có thêm những cái tin tức về cái việc này thì nên là sẽ là một cái tin tức khá là hỗ trợ cho thị trường. Thứ năm nữa là định giá của thị trường Việt Nam Chúng ta thực ra vẫn còn khá là rẻ so với khu vực Nó khoảng 13 lần PE Nghĩa là khoảng 15-80% đến 80 giảm giá so với các thị trường trong khu vực Ví dụ như là Thái Lan, Indo, Philippines, Malaysia hay là Singapore à, Trong khi dự báo tăng trưởng GDP của chúng ta lại là cao nhất khu vực thì cái cái mảng chứng khoán này thì có chia làm hai uh, uh, cái 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 mảng chứng khoán này ấy, thì chúng ta thấy là nó chia làm hai tức là mảng chứng khoán cá nhân và mảng chứng khoán doanh nghiệp thì hiện tại thì mảng chứng khoán cá nhân thì đã và đang tăng trưởng khá là mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây các công ty chứng khoán chủ yếu cạnh tranh trong bốn cái bước mà Dũng tóm tắt ở trong báo cáo ấy. nhưng mà cụ thể là họ cạnh tranh thị phần sau đó họ tăng cường tương tác và giữ cái chân khách hàng lại tiếp theo nữa là họ tăng cường lợi nhuận trên mỗi khách hàng bằng cách là bán chéo tức là cross selling và cuối cùng là họ đầu tư thêm vào cái hạ tầng công nghệ thông tin thì tại thời điểm hiện tại thì cái mảng uh, cạnh tranh về cái mảng chứng khoán cá nhân là nó đi được độ khoảng nửa đường rồi đấy chúng ta đã thấy trong vài năm gần đây là các công ty đã tiếp tục tăng trưởng cực kỳ tốt và ít ai để ý đến cái mảng chứng khoán doanh nghiệp thì đây vẫn còn là sân chơi khá là mới mẻ ở Việt Nam. Thì các doanh nghiệp hiện là bắt đầu quen với các công cụ huy động trên thị trường vốn. À, tuy nhiên thì những cái hình thức huy động này nó vẫn chưa phổ cập. Thì hiện tại nếu mà chúng ta nhìn nhá, trong khoảng 1 tỷ đô la bao giá trị giao dịch mỗi phiên thì chỉ có khoảng 10% là từ khách hàng tổ chức. So với lại Thái Lan ấy, với gần 50% số lượng giao dịch tới từ khách hàng doanh nghiệp thì thanh khoản nó lên tới gần 3 tỷ đô la mỗi phiên. Thì đây là một cái dư địa rất lớn cho chu kỳ phát triển tiếp theo của ngành chứng khoán có nghĩa là chúng ta sẽ tiến tới một cái trạng thái mà các cái nhà đầu tư tổ chức ấy, chiếm phần một phần lớn hơn trong cái tỉ trọng uh, hàng ngày uh, mà các cái phiên giao dịch uh, ngoài ra thì với việc có thể bán chéo các sản phẩm khác cho cái khách hàng tổ chức ấy, thì tương tự như cái bản bán lẻ thì chúng ta có những cái dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập này dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu phát hành riêng lẻ vân vân cho nhà đầu tư tổ chức và cho các cái doanh nghiệp thì dư địa để lợi nhuận của cái mảng khách hàng doanh nghiệp cũng không hề nhỏ thế ngoài ra với việc Việt Nam trở thành thị trường M&A sôi động nhất của khu vực thì cũng đồng với cái lộ trình cổ phần hóa mạnh mẽ của chính phủ thì dư địa cho các mảng tư vấn của các công ty chứng khoán còn rất là rộng mở thế chính vì thế nên dũng nghĩ là đây là thời kỳ vàng của ngành chứng khoán Việt à, hiện tại cái tăng trưởng rất là mạnh mẽ tỷ lệ xâm nhập cũng rất là ít rồi rào cản cho các doanh nghiệp trẻ để tham gia cuộc chơi vẫn còn thấp với lượng tài khoản tăng kỷ lục hiện tại thì chúng ta vẫn chỉ có khoảng dưới 6% dân số là có tài khoản chứng khoán thôi so với Thái Lan là 9% và Đài Loan tới tận 90% cơ à, với việc được nâng lại nâng hạng lên thị trường mới nổi rồi thì với cái ngành chứng khoán uh, cơ hội cho cả ngành chứng khoán bán lẻ và chứng khoán khách hàng tổ chức là rất lớn thì khi mà thị trường bắt đầu cô động và tăng tính cạnh tranh dần ý thì chúng ta sẽ tiếp tục thanh thấy một cái đợt thanh lọc nữa của các công ty chứng khoán thì dũng nghĩ là những cái công ty hàng đầu có thị phần lớn sẽ là người thắng cuộc trong dài hạn mà cụ thể ở đây thì dũng nghĩ là những công ty trên sàn chứng khoán thì gồm bao gồm có ssi vnd uh, hcm và vci đó là bốn cái cổ phiếu mà đang ở trên sàn và dũng thấy là uh, tương đối là đáng để chú ý không chỉ về mặt ngắn hạn đâu nha mà về cả mặt dài hạn nữa còn ngoài ra thì có những cái cổ phiếu rất là đáng chú ý như là những công ty đáng chú ý như là vps hay tcbs là những công ty còn chưa niêm yết tuy nhiên thì hai cái công ty này bởi vì họ chưa niêm yết nên chúng ta chưa có cách nào có thể đầu tư được ngay thế nên là bốn công ty vừa rồi ssi vnd hcm và vci sẽ là những cái cổ phiếu mà dũng thấy là rất là đáng chú ý trong cái ngành chứng khoán hiện tại và dũng xin cảm ơn